Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô là Đỗ Trần Ngọc Lan, cô đến từ trường Trung học cơ sở Âu Lạc, quận Tân Bình. Hôm nay rất vui được đồng hành với các em trong bài số 4, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Bài học ngày hôm nay của chúng ta gồm có hai phần. Phần thứ nhất giới thiệu về định nghĩa góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, và phần thứ hai đó là giới thiệu về tính chất của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Chúng ta bắt đầu ở phần thứ nhất nhé. Các em quan sát cho cô hình vẽ sau. Cô có điểm A nằm trên đường tròn tâm O. Cô vẽ bán kính OA. Vẽ XY là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại điểm A. Ta vẽ AB là dây cung. Khi đó, ta có góc XAB thỏa hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là điểm A thuộc đường tròn. Điều kiện thứ hai đó là cạnh AX là tia tiếp tuyến, còn cạnh AB chứa dây cung. Như vậy ta nói góc XAB là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Và ở đây cung AB nhỏ nằm bên trong góc, như vậy ta nói góc này chắn cung AB nhỏ. Và các bạn lưu ý cho cô đó là đối với góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung thì tên của dây và tên của cung giống nhau. Như vậy từ cái hình vẽ trên, các em có thể cho cô biết thế nào là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung được không nè? Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và có một cạnh là tia tiếp tuyến, còn cạnh còn lại chứa dây cung của đường tròn. Như vậy, trên cái hình vẽ này, ngoài góc BAX là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, chúng ta còn có góc nào khác? Chúng ta còn có góc BAI. Góc này thỏa hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là đỉnh A nằm trên đường tròn. Điều kiện thứ hai, cạnh AI là tia tiếp tuyến, còn cạnh AB chứa dây cung. Như vậy ta cũng có góc IAB là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Và ta thấy cung AB nằm bên trong góc IAB nên ta nói góc này chắn cung AB và đây là cung lớn. Như vậy cô đã giới thiệu cho các em xong phần định nghĩa, và các em nhớ muốn là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung thì nó phải thỏa hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là đỉnh trên đường tròn. Điều kiện thứ hai thì hai cạnh phải có một cạnh là tiếp tuyến và một cạnh chứa dây cung. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong phần định nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tính chất. Thì ở phần tính chất chúng ta sẽ có hai phần, đó là định lý và hệ quả. Chúng ta tìm hiểu ở định lý nhé. Ta có định lý sau. Số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo cung bị chắn. Ta đã biết góc BAX là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung chắn cung AB nhỏ, nên theo định lý ta có góc BAX bằng 1/2 số đo cung AB nhỏ. Và ta giải thích đó là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung chắn cung AB nhỏ. Tương tự, ta có góc BAI là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung chắn cung AB lớn, nên ta có góc BAI bằng 1/2 số đo cung AB lớn. Và chúng ta cũng giải thích giống như trong ngoặc. Như vậy cô đã giới thiệu cho các em xong nội dung của phần định lý. Và các em nhớ cho cô ý chính đó là góc tạo bởi tiếp tuyến dây cung thì bằng nửa số đo cung bị chắn. Chúng ta qua phần tiếp theo, đó là phần hệ quả. Ở đây ta đã có góc BAX bằng 1/2 số đo cung AB. Ở đây cung AB cô không nói gì hết, tức là em phải tự hiểu lo là cung AB nhỏ. Cô lấy điểm C nằm trên đường tròn tâm O. Cô vẽ hai dây CB và CA. Khi đó ta có góc BCA là góc nội tiếp, bởi vì thỏa hai điều kiện, đó là đỉnh C thuộc đường tròn, hai cạnh CB và CA chứa hai dây của đường tròn. Và góc nội tiếp này cũng chắn cung BA. Theo định lý của góc nội tiếp, ta có số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn, nên góc BCA bằng 1/2 số đo cung AB. Vậy từ hai dòng trên, ta được góc BAS bằng góc BCA cùng bằng 1/2 số đo cung AB. Như vậy ta có hệ quả trong một đường tròn, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chứa một cung thì bằng nhau. Như vậy chúng ta sẽ giải thích ngắn gọn, đó là góc BAS bằng góc BCA bằng 1/2 số đo cung AB mà không cần phải chứng minh nữa. Như vậy cô đã giới thiệu xong phần hệ quả của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Như vậy các em nhớ cho cô đó là đối với góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung thì nó có hai tính chất. Tính chất thứ nhất đó là số đo góc tạo bởi tiếp tuyến dây cung bằng nửa số đo cung bị chắn. Và tính chất thứ hai từ hệ quả đó là
góc tạo bởi tuyến dây cung bằng với góc nội tiếp cùng chắn một cung. Nhưng mà chúng ta sẽ áp dụng các phần kiến thức mà vừa học vào làm bài tập sau. Đây là bài tập 27 trong sách giáo khoa trang 79. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Lấy điểm B khác A và B trên đường tròn. Gọi T là giao điểm của AP với tiếp tuyến tại B của đường tròn. Chứng minh góc APO bằng góc BBT. Và ở đây cô cũng đã thực hiện vẽ hình. Các bạn quan sát các bước vẽ hình của cô. Đầu tiên ta vẽ đường tròn tâm O đường kính AB. Ta lấy điểm P khác điểm A và B và trên đường tròn. Em có thể lấy P ở đây, P ở đây hoặc là P ở nửa đường tròn dưới. Nhưng mà nhớ né dùm cô là không lấy P là điểm chính giữa của cung AB. Rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ tiếp tuyến tại điểm B. Thì để vẽ tiếp tuyến tại điểm B thì ta đã có bán kính OB rồi. Ta sẽ vẽ một đường thẳng vuông góc với bán kính OB. Sau đó ta kéo dài đoạn thẳng AP cắt tiếp tuyến tại điểm T. Như vậy ta được T là giao điểm của AP với tiếp tuyến tại B. Chứng minh góc APO bằng góc PBT. Ở đây cô đánh dấu hai góc trên hình, góc APO. Ở đây là góc PBT. Thì để chứng minh hai góc bằng nhau thì trước tiên các em hãy suy nghĩ và cho cô biết là hai góc này là góc gì với đường tròn tâm O. À, ta có góc PBT là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Bởi vì nó tỏa hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là điểm B nằm trên đường tròn. Điều kiện thứ hai đó là cạnh BT là tiếp tuyến, còn cạnh BP là dây cung. Và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung này nó chắn cung PB. Còn góc APO thì ta thấy nó không là góc gì với đường tròn O cả. Do đó để chứng minh hai góc này chúng ta không làm trực tiếp được. Chúng ta sẽ qua góc trung gian thứ ba, đó là góc PAO. Ta thấy góc PAO nó chính là góc nội tiếp chắn cung PB. Và theo hệ quả thì ta có góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng với góc nội tiếp cùng chắn một cung, nên ta được góc A bằng với góc B. Mặt khác, ta thấy góc A và góc B cùng nằm trong tam giác OAB. Tam giác này có cạnh OA bằng với OP vì đều là bán kính của đường tròn tâm O, nên tam giác AOP này cân tại O. Do đó ta được góc OAP bằng với góc APO. Như vậy ta có góc A bằng với góc P. Và ta lại có góc A lại bằng với góc B. Lý do là cùng bằng 1 phần 2 số đo cung BB. Như vậy ta đã chứng minh được góc P bằng với góc B, tức là góc APO bằng với góc BBT. Như vậy bài toán đã được chứng minh xong. Như vậy các em đã nắm được cách trình bày lẫn cách làm của bài toán này chưa nào? Cô và các em cùng qua thực hiện một bài toán khác nhé. Đây là bài số 34 trong sách giáo khoa trang 80. Cho đường tròn tâm O và điểm M nằm bên ngoài đường tròn tâm O. Qua điểm M, kẻ tiếp tuyến MT và các tuyến MAB. Chứng minh MT bình bằng MA nhân với MB. Cô cũng đã thực hiện hình vẽ. Các em quan sát các bước sau. Đầu tiên là cô vẽ đường tròn tâm O và cô lấy điểm M nằm ngoài đường tròn tâm O. Ta vẽ MT là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Các tuyến MAB, ở đây các tuyến tức là đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm. Như vậy từ M cô vẽ đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm thì nó sẽ có hai trường hợp vẽ, tức là em có thể vẽ các tuyến MAB không cách bán kính OT là giống như hình của cô, hoặc là em vẽ các tuyến MAB cách bán kính OT đều được hết. Rồi ở đây chúng ta sẽ giải với cái hình này ha. Và bài toán yêu cầu là chứng minh MT bình bằng MA nhân MB. Bài toán yêu cầu chứng minh là hệ thức bằng nhau. Thì để chứng minh hệ thức chúng ta thường sử dụng những phương pháp nào? À, chúng ta thường sử dụng hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất đó là dùng hệ thức lượng và phương pháp thứ hai đó là dùng tam giác đồng giác. Như vậy, ở trong bài toán này để chứng minh MT bình bằng MA nhân MB, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nào đây? À, các em thấy MA và MB thì nó không cùng nằm trong một tam giác vuông và cũng không có đường cao xuất phát từ đỉnh vuông, nên chúng ta không dùng hệ thức lượng được. Do đó, để chứng minh MT bình bằng MA nhân MB, chúng ta phải dùng tam giác đồng giác. Cụ thể, cô ghép cạnh MT với MA, cô được tam giác MAT. Và cô ghép cạnh MT với MB, cô được tam giác MTB. Ở đây cô cũng đã đồ tam giác MAT màu đỏ và tam giác MBT màu xanh.
chúng ta sẽ đi chứng minh cái hai cái tam giác này đồng giác. Các em hãy tìm cho cô các yếu tố bằng nhau của hai tam giác trên. À, ta thấy ngay hai tam giác này có góc TMB là góc chung. Mặt khác, ta thấy trong tam giác MTA thì cái góc MTA là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung chắn cung AT. Còn trong tam giác MBT thì có góc MBT là góc nội tiếp chắn cung TA. Do đó ta được hai góc này bằng nhau cùng bằng 1/2 số đo cung TA. Như vậy, ta có được một cặp góc chung rồi và một cặp góc bằng nhau. Như vậy hai tam giác đã đủ yếu tố đồng dạng theo trường hợp góc góc. Và sau khi chúng đồng dạng, ta sẽ suy ra tỉ số đồng dạng của các cạnh tương ứng. Và sau đó ta chọn hai tỉ số, đó là MT phần MB bằng MA nhân MT. Sau đó chúng ta thực hiện nhân chéo thì ta được hệ tức, đó là MT bình bằng MA nhân MB. Như vậy cô đã chứng minh bài toán xong. Như vậy bài học ngày hôm nay, các em đã được tìm hiểu về định nghĩa của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Các em đã biết cách nhận diện nó và các em cũng đã nắm được hai tính chất của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Đó là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung thì bằng 1/2 số đo cung bị chắn. Rồi, và ta có góc nội tiếp thì bằng với góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung khi chúng cùng chắn một cung. Cô tin chắc rằng là qua bài học ngày hôm nay, các em đã biết nhận diện cũng như là đã biết áp dụng tính chất của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung để giải bài tập rồi, phải không nào? Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô cảm ơn các em đã theo dõi lắng nghe. Chúc các em có buổi học thật là vui vẻ và thật là sảng khoái. Hẹn gặp lại các em trong những buổi học siêu trí nhớ học đường lần sau nhé. Cô chào tạm biệt các em.